xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tranquility Channel. Lần trước thì mình đã link mình mua chị theo mình sẽ để dưới description box cho mọi người nha. Đối với
các bạn sẽ dùng cây kim. Để cho những cái cọng chỉ nó không bị rơi ra. Còn nếu như bạn sẽ cắt đi hết tất cả các phần tóc bền. Lưu ý là các bạn nhớ là chúng ta sẽ cắt sát vào đầu để nó không bị lôi nhô ra phía bên ngoài, sẽ trông không được đẹp mắt nhé. Sau khi đến xong thì các bạn sẽ thấy tóc sẽ bị rũ vào mặt phải không nè. Nhìn nó sẽ rất là rùm rà nên các bạn sẽ dùng kim chỉ cố định lại để cho cọng tóc không bị xê dịch đi lung tung này nhé. Và các bạn có thể sáng tạo hơn bằng cách là chúng ta sẽ búi một vòng như thế này. Sau đó chúng ta cũng dùng kim chỉ cố định lại. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy là kiểu tóc đã trở nên vô cùng sinh động rồi phải không nè. Chúng mình vừa hoàn thiện xong kiểu tóc Havana Chic Curl Set. Kiểu tóc này thì được các bạn da đen cực kỳ yêu thích. Vì thay vì màu tóc đen như bình thường thì các bạn có thể thỏa sức chọn các màu sắc khác nhau của các loại tóc giả để mà các bạn có thể đính lên tóc. Nếu các bạn muốn mình thực hiện bất cứ kiểu tóc gì thì các bạn cũng đừng quên comment ở bên dưới hoặc là nhắn tin về Instagram và Facebook của mình nhé. Đừng quên subscribe cho kênh channel của mình và bấm chuông để nhận được thông báo về video mới nhất nhé. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye.